bắt chuột vào đây nhanh rồi. Đây nha. Ốc phiếu của cái đơn chuột này đâu nhỉ? Đây, chuột. Mình bắt chuột rồi các bác đây. Màu tam thể nha. Đó, 3 màu. Đen, vàng, trắng. Nó yêu cầu là 3 màu tam thể. Con. Hai con. Con nào cũng 3 màu. Ôi, con này cũng 3 màu. Con này là con cái. Đó. Con xuống đây nào. Chưa có phiếu anh ạ. Đây. Đấy, em cho cỏ vào này, đi đường ăn. Về đến nhà, khách hàng cũng không được gì. Đủ thức ăn cho cả ngày luôn. Nó ăn cỏ, khi mà về nhà các bạn nhận là nó sẽ hơi bị ướt lông một chút nhưng không làm sao, thả nó ra là sẽ hết luôn. Nhì ơi, à bố nhờ tí, à bố nhờ tí, đi dép vào con. Đưa cho mẹ cái phiếu kia ở dưới xe xích lô. Ra đây nhờ đây ra, cầm điện thoại cho bố làm cho. Chim. Chim mạng nhện phấn hồng nhá. Chim này là mình gửi gửi cho bạn này là gửi đi ấy. Thanh Hóa. Hộp này là hộp đi đây là rồi đi ân thi Hương Yên này, ân thi Hương Yên, chim này rồi đi ân thi Hương Yên, chim trần này, ngực hồng rất đẹp, chim cực kỳ đẹp luôn. Đây là gửi đi ở đâu đây? Thái Bình. Đuôi 009 bến xe Tiền Hải Thái Bình. Quay vào quay hẳn giữa phiếu. Đấy. Báo cáo các bác là gì vậy? Quay sang giờ quay để đây là cái phiếu để phòng. Ở trong cái cốc này. Cốc lạ. Kệ nó, tắt đi, đừng nghe. Số máy này gọi mấy lần. Thank you.
Đấy, tập trung vào màn hình. Cái này là hướng dẫn sử dụng nơi xin. Thế có ai mà gọi nhiều thế? Thì bố gọi lại xem. Cài vào xem. Bắt được bạn Chi Trần. Tháo chân. Em đi quay đi. Đây là cặp chim trần nhá. Ngon. Cực đẹp luôn đấy. Bộ to mỏ dài. Khuyến mại luôn cả cái xích chân trần luôn nhá. Cái hộp kia này, hộp kia. Bạn này chưa có tiền chuyển khoản à hay là? Rồi, cái này anh thỏa thuận. Dán kế kế. Đấy, khuyến mại dây xích luôn. Đây là băng này là bác kia chỉ chuyển khoản rồi về Thanh Hóa. Đây cái bút ở đây mẹ ghi chị. Được, cái đấy biết rồi. Quay logo đi. Quay logo đỏ như chuột ở trong. Đây. Mọi thông tin